Chào các bạn, bài 8 này chúng ta sẽ nói về cái quy tắc code chuẩn, tức là coding standard cho cái phần code C#. Tại sao mình lại nói trong cái bài 8 này trong khi đó các bạn mới học những cái bài đầu tiên? Tại vì đến những bài này thì các bạn bắt đầu viết code rồi. Thì khi bạn viết code thì các bạn sẽ phải viết theo một cái chuẩn nào đấy. Mà nếu các bạn viết theo chuẩn ấy thì các bạn phải viết có cái chuẩn nào. Thì đây mình có hai cái link tham khảo để các bạn tham khảo, các bạn lấy về các bạn xem. Nhưng mà quy tắc thì cái quan trọng nhất là quy tắc đặt tên, bởi vì quy tắc đặt tên nó là cái quy tắc mà quan trọng hay dùng nhất. Các bạn rất nhiều khi các bạn đặt tên là thường xuyên rồi, và là tên biến, tên file, tên hàm, tên phương thức, tên class, đúng không? Cái comment là cái thứ hai, nhưng mà cái đầu tiên là đặt tên, và đặt tên là cái cực kỳ quan trọng, cho nên chúng ta sẽ nói về cái đặt tên trước. Thì ở trong cái guideline của thằng Microsoft, nó cũng cho chúng ta một cái guideline chính thức của Microsoft đây, cách chúng ta đặt tên khi nào chúng ta dùng Pascal case, tức là những cái biến hay là cái tên class mà dùng Pascal, có nghĩa là chữ đầu tiên viết hoa và chữ thứ hai chúng ta không có dùng gạch dấu, có dấu gạch dưới nhé, cho cái tên này nhé. Chữ đầu tiên chúng ta viết hoa, các từ cách nhau, các đầu chữ đầu tiên của các chữ của các cái từ ấy, thì chúng ta viết hoa đó, thì là Pascal. Thì còn camel là lạc đà thì cũng nghĩa là đây, từ đầu tiên là viết thường, xong đến từ thứ hai là viết hoa chữ đầu tiên đó, đấy chính là camel. Có hai quy tắc đấy, tùy theo mỗi thứ mà chúng ta lại camel hay là Pascal. Ví dụ như tên class thì tên tên hàm hay tên file thì chúng ta đều là Pascal, nhưng tên biến thì chúng ta sẽ là camel. Đấy, tên biến thì là sẽ là như này. Biến thì nó có một biến nội bộ ở trong phương thức thì chúng ta là không có dấu gạch dưới, nhưng biến là bên của class thì chúng ta là dấu gạch dưới. Thì cái thứ hai đến là cái quy tắc này mình thấy nó dễ hiểu hơn ở trên GitHub Open Source. Link các bạn có rồi nhé. Đây, họ tổng hợp ra một cái bảng các loại object chúng ta dùng cái loại quy tắc nào, độ dài của nên là bao nhiêu, số nhiều số ít không, có áp dụng số nhiều số ít không, rồi là có prefix không, có tức là có tiền tố không, có hậu tố không, có viết tắt không, chấp nhận những cái loại ký tự nào. Đây các bạn nhìn thấy đa phần là chỉ chấp nhận là không đến, đầu tiên là bắt buộc phải A đến Z, tức là A đến Z, A thường, A hoa, Z thường, tức là bắt đầu bằng chữ hoa và cứ pass bắt đầu với chữ hoa hoặc chữ thường này. Đằng sau hoặc bên trong thì có thể là số số, nhưng mà bắt đầu không thể làm bằng số được. Nhưng có những cái nó chỉ cho phép chữ thôi, không cho số. Thì các bạn xem cái này. Ví dụ namespace. Namespace là cái gì? Là cái này. Tên của namespace đây. Thì là Pascal, tức là bắt đầu bằng chữ hoa đúng không? Mà độ dài là 128. Có được chữ gọi là số nhiều. Prefix có, suffix không, không cho phép viết tắt và không cho phép mà dấu gạch dưới. Class name thì cũng thế, class name thì không được số ít số nhiều ở đây, không có tiền tố thì có hậu tố thôi. Tức là ví dụ như chúng ta có một cái tên class này, nhưng mà có một cái loại của nó là ví dụ đây, chúng ta sau này chúng ta có những cái class khai báo class, ví dụ person, ví dụ person hub chẳng hạn thì được, nhưng mà hub person thì không được, tức là đấy là nó cho phép hậu tố chứ không cho phép tiền tố, tên của một cái class. Constructor name này đó, method name thì Pascal này cho phép chữ số nhiều đó, không cho phép viết tắt, mấy cái này không cho phép viết tắt. Tên của tham số và phương thức thì có viết tắt đấy, đấy là biến, tên biến đến local variable thì camel này. Camel là chữ đầu viết thường đúng không? Đấy, các bạn đọc cái này. Và nếu mà Pascal thì nó sẽ như thế này, tên nó sẽ như này, rất đẹp. Camel thì nó sẽ là chữ đầu tiên viết thường đúng không? Đây, thứ hai là đặt tên thì phải có nghĩa. Có nghĩa là không sử dụng những cái dòng mà nó khó hiểu hoặc là nghĩa chung chung. Đó, thì ví dụ như là ai cao tờ không hiểu là cái gì, str name thì không hiểu là cái gì, chúng ta chỉ nên đặt những cái tên thuần theo tiếng Anh và dễ hiểu dễ đọc. Rồi là không nên dùng những cái loại
toàn là tiếng gọi là tiếng Hoa như này. Đó. Tránh sử dụng những cái từ viết tắt, ví dụ đây user group này, đúng không? Em employee assignment, nhưng không nên dùng cái kiểu user GRP này, là không nên này. Đấy, rất khó hiểu và phải người ta phải dịch. Viết nên viết đầy đủ ra như này. Tên biến dài cũng được nhưng phải rõ ràng. Đó. Thì ngoài ra chúng ta có rất nhiều các cái quy tắc khác các bạn có thể tìm hiểu ở đây. Thì quy tắc đặt tên biến thì nó cũng áp dụng ở đây, khi mà chúng ta làm một cái biến thì nó không thể nào có dấu số 1 này ở đây được, đúng không? Số 1 có thể là số 1 đằng sau hoặc số 1 ở trong này. Hoặc chúng ta không thể nào có cái biến có cái dấu như này. Không nên có những cái dấu như này. Phần trăm kiểu như này là không được. Đó. Chúng ta nên đặt tên biến như thế. Mà tên biến thì mình cũng rất là kỵ với những cái tên biến đặt tiếng Việt. Tại vì tên biến đặt tiếng Việt thì nó sẽ rất là khó, nó thể dễ đọc cho những bạn nhưng mà nó sẽ rất là nhìn nó hơi phản cảm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả từ khóa bằng tiếng Anh, tất cả tên của tiếng bằng tiếng Anh mà các bạn lại xin tiếng Việt vào đấy thì nó sẽ rất là khó, không không được chuyên nghiệp cho lắm. Đó. Thì các bạn nên đọc viết bằng tiếng Anh và viết đầy đủ. Đấy chính là những cái quy tắc. Rồi thứ hai là các bạn khi mà bạn viết những cái phương thức, ví dụ như là các bạn viết phương thức method, ví dụ như là một cái go shopping chẳng. Đó, đây là phương thức cái chúng ta dùng cái cơ chế gọi là gì? Chúng ta dùng cái quy tắc gọi là Pascal, nó chữ đầu tiên viết hoa. Đó, chúng ta comment. Method content đúng không? Đó. Thì chữ đầu tiên phải là động từ. Tên biến thì là danh từ nhưng chữ đầu tiên của phương thức là động từ. Thì chúng ta sẽ học sau. Và chúng ta comment thì chúng ta có một cách comment một dòng. Đây, ví dụ chúng ta giải thích về nó. This is a variable declaration. Đó, tức là khai báo and assignment. Đó. Assign the value, tức là gán giá trị cho nó. Chúng ta đây khai báo một dòng, gọi là comment một dòng để giải thích cái đoạn code để làm cái gì. Tại vì chúng ta khi chúng ta code phức tạp lên thì chúng ta muốn giải thích cho những người đọc code biết là cái đoạn code này để làm gì. Tất nhiên là cái này sẽ không được biên dịch và trình biên dịch sẽ bỏ qua. Thế còn trên comment trên nhiều dòng thì chúng ta dùng hai dấu nháy chéo chéo như này. Lại chúng ta viết trên nhiều dòng. Đó, viết trên nhiều dòng. Hoặc là đối với một phương thức thì chúng ta có comment XML. Đó, chúng ta comment dạng XML. Go shopping method. Đó. Và chúng ta gọi nó thì chúng ta sẽ là go shopping. Đây chúng ta sẽ phải có static thì nó mới gọi được. Đó. Khi các bạn hơi chuột vào thì nó sẽ sinh ra cái comment ở đây, nó sẽ gợi ý luôn là phương thức này để làm gì. Đó, rất hay đúng không? Thì đấy chính là cái cách chúng ta comment, chúng ta đặt tên biến và chúng ta tuân theo cái code chuẩn. Thì sau này chúng ta code sẽ rất nhàn ngay từ những bước đầu tiên. Các bạn có thể đọc rất kỹ cho mình hai cái coding convention cái tài liệu này nhé, để các bạn biết định hướng cho mình cái cách cái code ngay từ những ngày đầu.